Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự 49 giờ 45 phút thứ tư ngày 23 tháng 10 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình thời sự hôm nay có những nội dung chính sau đây. Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh. Hội nghị lắng nghe ý kiến nhân dân và thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Người dân cẩn trọng khi qua các đập tràn trong mùa mưa lũ. Phổ biến tình trạng lái xe vượt đèn đỏ và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, sáng nay Quốc hội khóa 15 tiếp tục làm việc tại hội trường nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về chủ trương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật tư pháp người chưa thành niên. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung phiên họp. Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy đã trình bày tờ trình về chủ trương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Chính phủ sẽ trình Quốc hội điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia với các nội dung chủ yếu: điều chỉnh 8 chi tiêu sử dụng đất gồm nhóm đất nông nghiệp và nhóm đất phi nông nghiệp, không trình Quốc hội phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quốc gia. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy cũng cho biết, Chính phủ đề xuất Quốc hội đồng ý chủ trương giao Chính phủ tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Quốc hội thông qua trong năm 2025 và đưa thành một nội dung tại nghị quyết chung của kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Trình bày báo cáo thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, hồ sơ tài liệu cơ bản đã đáp ứng yêu cầu, tuy nhiên, thời gian trình hồ sơ chưa bảo đảm quy định. Đề nghị Chính phủ bổ sung ý kiến của các bộ ngành liên quan và văn bản giải trình tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan về việc xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia. Ủy ban Kinh tế cũng đề nghị Chính phủ đánh giá tác động của chính sách pháp luật đến việc thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất, tiếp tục rà soát, làm rõ nguyên nhân đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất, bảo đảm sát với nhu cầu thực tiễn. Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày báo cáo tóm tắt giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật tư pháp người chưa thành niên. Thảo luận đối với dự thảo luật tư pháp người chưa thành niên, đa số đại biểu cơ bản đánh giá cao chất lượng dự án luật và thống nhất với báo cáo tiếp thu giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các đại biểu đề nghị làm rõ thêm các điều khoản cụ thể nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật, bảo đảm yêu cầu tiến bộ, nhân văn, nhân đạo trong giải quyết các vụ án liên quan đến người chưa thành niên phạm tội. Cụ thể, một số đại biểu đề nghị cần rà soát nghiên cứu thật kỹ quy định về các trường hợp không được áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng tại khoản 3, điều 39 dự thảo luật để bảo đảm phù hợp thống nhất với chính sách xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội, bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người chưa thành niên. Cần cân nhắc khi đưa ra các quy định thực hiện các công việc phục vụ cộng đồng, vì có thể tác động tiêu cực đến người chưa thành niên, không thể tránh được kỳ thị trong gia đình xã hội. Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, qua ý kiến phát biểu cho thấy, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao chất lượng hồ sơ chuẩn bị, tài liệu dự án luật trình Quốc hội, cơ bản thống nhất với báo cáo tiếp thu, giải trình và dự thảo luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến thảo luận và sẽ chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu thấu đáo kỹ lưỡng ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự thảo luật, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thảo luận vào thời gian giữa hai đợt họp của Quốc hội để hoàn thiện dự thảo luật với chất lượng tốt nhất trình Quốc hội xem xét thông qua vào cuối kỳ họp này. Buổi chiều, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, VCB, báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật di sản văn hóa sửa đổi, thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật di sản văn hóa sửa đổi. Sáng nay, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024. Dự họp có đồng chí Lâm Đông, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các ban đảng của tỉnh ủy, lãnh đạo các hội đoàn thể tỉnh.
9 tháng năm 2024, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh diễn ra với nhiều nội dung, hình thức phong phú đa dạng, hướng về cơ sở, sát thực tiễn. Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước có sự đổi mới. Các hoạt động an sinh xã hội được chú trọng, các phong trào, các cuộc vận động được thực hiện tốt. Công tác tham gia, giám sát phản biện xã hội được thực hiện tốt hơn. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân cũng đạt những kết quả tích cực. Hệ thống tổ chức, bộ máy của Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội được củng cố kiện toàn. Sự phối hợp giữa Mặt trận với các tổ chức chính trị xã hội và các sở ban ngành, từ tỉnh đến cơ sở ngày càng hiệu quả. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gắn với triển khai các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, triển khai các mô hình phát triển kinh tế sát thực tế, gắn với thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nghị quyết của tỉnh ủy, tăng cường công tác nắm tình hình cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhằm thu hút phát triển đoàn viên, hội viên tham gia vào các tổ chức chính trị xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và xem xét giới thiệu đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn ưu tú cho các ủy đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp, thực hiện tốt chương trình giám sát, phản biện xã hội, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc tiếp nhận, giải quyết, trả lời đơn thư khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Cũng trong sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lắng nghe ý kiến nhân dân và thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện nhân sĩ, trí thức, chức sắc các tôn giáo và người có uy tín trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thông tin khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2024. Với nhiều kết quả khả quan, như tổng sản phẩm nội tỉnh GRDP đạt 20.662 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, xếp thứ 19 trên 63 tỉnh thành, xếp thứ 4 trên 14 tỉnh thành khu vực Bắc Trung Bộ. Thu ngân sách nhà nước đạt 3.540 tỷ đồng, đạt 88,5% kế hoạch năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 13.760 tỷ đồng, giải quyết việc làm mới cho trên 14.800 lượt người, đào tạo nghề cho gần 9.300 người, đạt 97,7% kế hoạch năm. Tại hội nghị, các nhân sĩ, trí thức, chức sắc, các tôn giáo và người có uy tín bày tỏ sự vui mừng phấn khởi khi Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029 đã thành công tốt đẹp, tiếp tục là điểm tựa để dẫn dắt tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối đưa ý Đảng đến gần với nhân dân. Đánh giá cao kết quả mà tỉnh đạt được trong 9 tháng đầu năm 2024, các đại biểu kỳ vọng trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đặt ra trong năm 2024. Bên cạnh đó, tỉnh cần có giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông và tai nạn thương tích trẻ em, đầu tư sân phơi lúa cho nông dân sử dụng sau thu hoạch, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng giống lúa khi bán ra thị trường, quan tâm hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản định danh mức độ 2, tăng cường đảm bảo an toàn hồ đập, quan tâm tu sửa, chỉnh trang các khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và các đài liệt sĩ. Quy hoạch các khu chăn nuôi theo lợi thế từng vùng, có giải pháp sử dụng hiệu quả, đập dân và kênh tưới tân mỹ, tổ chức các cuộc thi về văn học, nghệ thuật, v.v. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các nhân sĩ, trí thức, chức sắc các tôn giáo và người có uy tín. Đồng chí Lê Văn Bình nhấn mạnh, những ý kiến đóng góp của các đại biểu đã khẳng định sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động để cùng nhau xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ngày càng vững chắc. Đồng chí Lê Văn Bình mong muốn trong thời gian tới, các nhân sĩ, trí thức, chức sắc các tôn giáo và người có uy tín tiếp tục thể hiện vai trò, tiếng nói của mình để chuyển tải nội dung, tinh thần của hội nghị đến các tầng lớp nhân dân, tiếp tục lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời phản ánh đến Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan có thẩm quyền, qua đó tạo sự đồng thuận, hướng tới mục tiêu xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng phát triển.
Chiều nay, đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận lần thứ tư năm 2024, chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo công tác chuẩn bị đại hội. Theo báo cáo của Ban dân tộc tỉnh, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận lần thứ tư năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày, 14 và 15 tháng 11 năm 2024. Tham dự đại hội có 336 đại biểu, trong đó có 250 đại biểu chính thức và 86 đại biểu khách mời. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho đại hội đã cơ bản hoàn tất. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động của cơ quan thường trực, ban chỉ đạo. Các ngành địa phương đã tham mưu và triển khai các công việc chuẩn bị đại hội đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Đồng chí Nguyễn Long Biên đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng về Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ tư năm 2024. Rà soát bổ sung số liệu, hoàn thiện báo cáo chính trị phục vụ đại hội, đảm bảo chất lượng. Đồng chí Nguyễn Long Biên cũng lưu ý các huyện, thành phố chủ động phương tiện đưa đón đại biểu, bố trí khu vực ăn nghỉ đảm bảo và lựa chọn sản phẩm đặc thù, sản phẩm OCOP của địa phương để trưng bày tại đại hội. Thành viên ban chỉ đạo đại hội tiếp tục rà soát tất cả các nội dung công việc, tập trung phối hợp hoàn tất các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất để đại hội diễn ra chu đáo, trang trọng và thành công tốt đẹp. Chiều nay, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp về tiến độ triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2025 và danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất rừng, đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, đến nay, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn tiến hành rà soát các công trình dự án có nhu cầu sử dụng đất trên cơ sở đăng ký của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân để tổng hợp lập kế hoạch sử dụng đất năm 2025. Đồng thời, đăng ký danh mục các dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất năm 2025 tại các địa phương cho Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp. Tuy nhiên, qua rà soát, các địa phương chưa bám sát các quy định của Luật Đất đai năm 2024 gây khó khăn cho Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác thẩm định danh mục các dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thiện hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2025 để Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp thẩm định, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, đảm bảo đúng tiến độ. Trong đó cần tổng hợp thêm danh mục đất công ích tại địa phương để tăng cường công tác quản lý. Đối với danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, các địa phương khẩn trương cung cấp, bổ sung hồ sơ pháp lý liên quan đến từng dự án. Đồng thời, lưu ý các dự án chuyển mục đích sử dụng đất phải đảm bảo các quy định của pháp luật. Đồng chí Lê Huyền giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tổng hợp các dự án đủ điều kiện để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng năm 2025 để triển khai thực hiện theo quy định. Chương trình thời sự tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại tỉnh Ninh Thuận, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị đối thoại và tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, hộ gia đình cho hơn 200 hội viên nông dân trên địa bàn huyện Thuận Nam và Ninh Phước. Theo báo cáo của Bảo hiểm Xã hội tỉnh, tính đến tháng 9 năm 2024, toàn tỉnh có 53.556 người tham gia bảo hiểm xã hội, 557.726 người tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92,28%. Trong đó có 43.598 hội viên nông dân tham gia bảo hiểm y tế, đạt 91%. 224 hội viên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 172% chỉ tiêu giao. Tại hội nghị, hội viên nông dân được thông tin về các quy định cơ bản, tính ưu việt, lợi ích của bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, hộ gia đình. Những rủi ro khi không tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện và một số điểm mới trong Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ tháng 7 năm 2025. Đồng thời, giải đáp nhiều câu hỏi và tư vấn cho các đại biểu về các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách, quy trình, thủ tục trong quá trình thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, hộ gia đình. Qua hội nghị,
nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ hội viên nông dân về chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, đồng thời tích cực vận động hội viên, người thân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Qua đó, góp phần cùng với cả nước phấn đấu trong năm 2024 có 100% hội viên nông dân tham gia bảo hiểm y tế, 50.000 hội viên nông dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Sáng nay, công ty cổ phần Sao Kim Ninh Thuận tổ chức lễ khai trương điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP Ninh Thuận tại siêu thị Vincom. Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP Ninh Thuận nằm ngay tại sảnh trung tâm tầng trệt của siêu thị Vincom Ninh Thuận. Trưng bày giới thiệu quảng bá hơn 100 sản phẩm OCOP của tỉnh như nho sấy, táo sấy, thạch nha đam, nước mắm, yến xào, v.v. Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại Vincom Ninh Thuận là một trong những hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá và kết nối thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP của Sở Công Thương. Thông qua đó, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận người tiêu dùng, mở rộng thị trường và là địa điểm cho khách du lịch trong và ngoài nước tham quan mua sắm khi đến Ninh Thuận. Được biết, toàn tỉnh Ninh Thuận hiện có 152 sản phẩm OCOP đạt 3 sao và 30 sản phẩm đạt 4 sao, có 8 sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao. Tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2025 có 5 sản phẩm tiềm năng 5 sao, đề nghị Trung ương đánh giá, công nhận cấp quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Ninh Thuận trong những ngày qua có mưa trên diện rộng, mưa liên tục nên nhiều khu vực có nguy cơ xảy ra tình trạng sạt lở, đất đá, lũ ống, lũ quét, nhất là ở những khu vực miền núi, nơi có địa hình đồi dốc. Do đó, để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra, người dân cần cẩn trọng khi đi qua sông suối, đập tràn trong mùa mưa lũ. Làm rẫy ngay cạnh con suối, nên ngày nào chị Dung cũng đi qua đập tràn này. Chị Dung cho biết, ngày nắng thì không có gì đáng lo ngại, nhưng chỉ cần vài trận mưa, nước từ thượng nguồn đổ về, người dân đi lại rất nguy hiểm. Nhiều lúc á, thì nước nó lên hầu như là không đi qua được, là bắt buộc phải chờ nước xuống mới qua được. Năm ngoái em gái của em nó đi qua nước mới cỡ đây thôi mà bị trôi xuống tới kia luôn. May mà có ông Dưỡng đi sau, ổng mới nhảy xuống cứu được. Trên địa bàn xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn có 5 đập tràn như thế này. Mối nguy hiểm từ những đập tràn đã được cảnh báo, nhưng lũ về bất thường nên không ai lường trước. Thêm vào đó, học sinh ở đây đi học qua đập tràn thường không có người lớn đưa đón. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Ma Nới cho biết, ngoài việc đặt các biển cảnh báo nguy hiểm, khi trời mưa to, địa phương đều cử lực lượng chốt chặn, không cho người dân qua lại đập tràn. Chúng tôi cũng tuyên truyền cho bà con là không nên qua lại các cái tràn. Rồi là chúng tôi cũng chỉ đạo cho anh em lực lượng là phải chốt chặn hai đầu cầu, hai đầu tràn để mà làm sao cái hạn chế bà con đi lại. Thì đối với bờ tràn đây thì trước đây cũng có cái sự cố bị chết đuối do mưa lũ. Thì cho nên là chúng tôi cũng đang tập trung triển khai là không nên qua lại trong mùa mưa. Tại các khu vực bờ tràn ở xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, nơi từng xảy ra những cái chết thương tâm khi nước lũ đổ về. Ngoài việc cắm biển cảnh báo nguy hiểm, chính quyền địa phương đã xây rào chắn dọc bờ tràn để đảm bảo an toàn cho người dân. Bữa đó là mấy đứa nhỏ là nó xuống này là nó cuốn đi đó, là cái suối này nè. Nó bình thường thôi, nhưng mà ngược lại nó nước lớn ghê. Một số người dân vẫn còn chủ quan, vẫn cứ cho rằng là khi nước lũ xuống thì mình đi qua nhanh được. Tuy nhiên thì cái lũ quét về rất là nhanh và rất là hỗn, mình cũng thể lường được. Thì người dân vẫn chủ quan, đa số người dân, một số người dân thì vẫn chủ quan, nhưng chính quyền địa phương vẫn đã tăng cường tuyên truyền vận động. Thì khi mưa lũ về thì địa phương cũng đã tổ chức cái lực lượng công an quân sự và lực lượng dân quân của thôn chốt chặn các cái điểm bờ tràn thường xảy ra lũ quét, lũ ống và những cái khu vực xung yếu đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn của xã. Vùng núi thì xuất hiện mưa to đến rất to, hiện tượng lũ quét trên các sườn dốc và ở trong các lòng suối nhỏ đã xuất hiện, và đặc biệt là qua các đường tràn liên hợp thì dòng chảy rất xiết. Bà con đặc biệt lưu ý khi lưu thông qua những tuyến đường như vậy. Đặc thù cái con suối có nhiều đá tảng nên khi bị nước lũ cuốn trôi, nạn nhân càng thêm nguy hiểm do bị va đập vào đá. Mưa ở các vùng núi vẫn còn diễn biến phức tạp, do đó người dân cần cẩn trọng, không chủ quan khi đi qua các đập tràn, sông suối khi nước dâng cao, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin trên lĩnh vực giao thông.
Từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Ninh Thuận đã xử lý gần 14.500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, với số tiền xử phạt hành chính gần 31 tỷ đồng. Riêng vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông hơn 4.000 trường hợp, chiếm 22,6% tổng lỗi vi phạm. Việc tăng cường xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn đã góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ của người tham gia giao thông, hình thành thói quen văn hóa đã uống rượu bia thì không lái xe. Với phương châm 3-0, không vùng cấm, không ngoại lệ, không ngày nghỉ, thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn và các vi phạm an toàn giao thông khác, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Mục tiêu là xây dựng thói quen tốt cho người dân và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông. Thưa quý vị và các bạn, đèn đỏ dừng lại, đèn xanh được đi là điều ai cũng biết. Thế nhưng hiện nay, nhiều người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vẫn tùy tiện vượt đèn đỏ. Đây là một trong những nguyên nhân gây tai nạn giao thông. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Chốt đèn giao thông trên đường Nguyễn Văn Cừ, mặc dù lực lượng chức năng đã gắn thêm biển báo phụ bắt buộc các phương tiện phải dừng lại khi đèn đỏ, thế nhưng nhiều người vẫn không chấp hành. Còn đây là trường hợp vượt đèn đỏ tại ngã ba đường Quang Trung giao với đường 21 tháng 8. Đèn tín hiệu màu đỏ mà tại sao mình lại để phải? À, cái này là giống như là một cái thói quen theo tay phải nên là chỉ đi thôi à. Dạ. Trường hợp á thì được để phải trong những trường hợp sau á. Thứ nhất á là có biển báo phụ mà cho phép để phải, hoặc là có hiệu lệnh hướng dẫn của lực lượng cảnh giao thông. Hiện tại là không có hai trường hợp trên nên mình là vi phạm. Trên địa bàn thành phố Phan Rang Tháp Chàm hiện có 30 chốt đèn tín hiệu giao thông được lắp đặt tại các giao lộ có đông phương tiện để điều tiết giao thông tự động. Thế nhưng chỉ vì muốn nhanh vài giây, khi không thấy lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát, nhiều người cố tình vượt đèn đỏ. Các phương tiện khi vượt đèn đỏ thường phóng nhanh vượt ẩu, gây nguy hiểm cho người đi bộ sang đường và các phương tiện ở hướng được phép lưu thông. Bị lỗi là bị phải khi còn đèn đỏ mà dạ là do em có việc gấp em về em đi học. Từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 500 trường hợp lái xe vượt đèn đỏ. Theo quy định tại Nghị định 100 của Chính phủ, người điều khiển mô tô, xe máy vượt đèn đỏ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Đối với ô tô vượt đèn đỏ, phạt tiền từ 4 triệu đến 6 triệu đồng. Đồng thời, người điều khiển phương tiện bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. Một cái thói quen của người tham gia giao thông đó là khi mà đèn đỏ chỉ còn khoảng 1-2 giây thì rất là hay vượt. Và khi mà đèn xanh gần chuyển qua đèn xanh thì lại không đợi được là cũng vượt luôn. Thì đây là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến cái va chạm giao thông liên quan đến đèn tín hiệu và hậu quả xảy ra là rất là lớn. Do đó thì cũng khuyến cáo, cũng đề nghị nhân dân trên địa bàn là phải chấp hành nghiêm túc cái hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, đặc biệt là dù có một giây đèn đỏ thì cũng không được vượt. Công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm cho biết, hiện nay tại nhiều chốt đèn giao thông trên địa bàn thành phố đã được lắp đặt hệ thống camera để phạt nguội lỗi vượt đèn đỏ. Mọi người cũng có thể giám sát ghi nhận hình ảnh người điều khiển phương tiện vượt đèn đỏ để cung cấp cho lực lượng chức năng xử lý vi phạm theo hình thức phạt nguội. Vì vậy, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông không nên vì một vài giây thiếu kiên nhẫn vượt đèn đỏ để rồi phải trả giá bằng sức khỏe tính mạng của chính mình và người tham gia giao thông. Chương trình thời sự 49 giờ 45 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thuận tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 10 năm 2024 như sau. Thủ đô Hà Nội có mây không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có mây, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có mây, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ.
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có mây, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Tiếp theo là thời tiết tỉnh Ninh Thuận. Mây thay đổi, ngày nắng yếu, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Cụ thể, thời tiết từng khu vực như sau. Khu vực huyện Ninh Hải, Thuận Bắc, mây thay đổi, ngày nắng yếu, có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực thành phố Phan Rang Tháp Chàm, mây thay đổi, ngày nắng yếu, có mưa, mưa rào và dông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực huyện Ninh Phước, Thuận Nam, mây thay đổi, ngày nắng yếu, có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực huyện Ninh Sơn, Bắc Ái, mây thay đổi, ngày nắng yếu, có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vùng biển Ninh Thuận, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 2 đến 3,5 m, biển động.